Chào mừng các bạn đến với chương trình Big Match dự đoán của Thể thao Văn hóa. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ đến với trận đấu giữa Manchester United và Arsenal ở lượt trận đầu tiên bảng L Europa League. Chiến thắng trước Leicester City cuối tuần trước đã giải tỏa rất nhiều áp lực cho Manchester United ở thời điểm này. Họ đã chấm dứt được chuỗi trận 3 trận toàn hòa và thua của mình ở ngoại hạng Anh. Marcus Rashford đã ghi bàn trở lại sau khi bị chỉ trích rất nhiều về phong độ và chất lượng thi đấu. Arsenal trong khi đó không đạt được sự ổn định cần thiết trước khi làm khách tại sân Old Trafford. Dù cho đã giành chức vô địch thứ 5 liên tiếp ở giải vô địch quốc gia Kazakhstan, nhưng kinh nghiệm thi đấu của họ ở đấu trường châu Âu thì khá nghèo nàn khi thường xuyên bị loại sớm ở vòng bảng. Chúng ta sẽ đến với lực lượng và tình hình của hai đội. Chấn thương của Pogba là một tổn thất lớn với MU ở thời điểm này. Họ sẽ thiếu đi tính sáng tạo cần thiết trong lối chơi tấn công, trong khi Martial cũng chưa chắc trở lại vì chấn thương bắp đùi. Nhưng với những cầu thủ có đẳng cấp vượt trội, huấn luyện viên Ole Solskjaer có lẽ không quá lo lắng trong cuộc đối đầu này. Đội hình của Manchester United sẽ không có nhiều thay đổi so với các trận đấu ở ngoại hạng Anh. Ở hàng hậu vệ, Wan-Bissaka, Victor Lindelof, Harry Maguire hay Ali Giroud sẽ là những người đá chính. Trong khi trên hàng tiền vệ, McTominay, Fred hay Pereira sẽ có nhiều cơ hội được ra sân. Cùng với Mata, Daniel James, Rashford sẽ có những cộng sự lý tưởng trên hàng công. Trong khi đó, Astana sẽ phải cố gắng rất nhiều trong chuyến làm khách của Manchester United dù họ không gặp bất cứ vấn đề nào về chấn thương trong thời gian qua. Đội hình của đội bóng này cũng sẽ không có nhiều thay đổi so với trận đấu gần nhất tại giải vô địch quốc gia Kazakhstan, với những người như Rukavina, Posnikov, Suminovic, Sonko, Maski, Lovinenko, Tomasov, Siwu Joseon, Rotario và Mutajaev. Chúng ta sẽ đến với phong độ và các cuộc đối đầu giữa hai đội. Đây là lần đầu tiên Manchester United đối đầu với một đội bóng đến từ Kazakhstan, và sự khác biệt khi đối mặt với những đối thủ ở ngoại hạng Anh có lẽ sẽ mang tới cảm hứng thi đấu cho đội bóng màu đỏ. Trong khi Astana không phải là đội bóng có đủ kinh nghiệm cho những cuộc đối đầu với các đội bóng lớn ở đấu trường châu Âu. Chúng ta sẽ đến với tỷ lệ của trận đấu này. Ở trận đấu này thì Manchester United sẽ chấp Astana là 1/4 trái. Với kinh nghiệm thi đấu và sự vượt trội về đẳng cấp, không khó để MU có được chiến thắng dễ dàng ở trận này. Astana có thể sẽ chơi phòng ngự số đông và bảo vệ mảnh lưới của họ. Những sự khác biệt về phong cách chơi bóng và những ngôi sao đang khát khao chứng tỏ giá trị để tạo đà cho sự trở lại ngoại hạng Anh sẽ giúp Quỷ Đỏ làm chủ mọi diễn biến trên sân ở trận này. Chúng ta sẽ đến với tỷ lệ tài xỉu của trận đấu. Tỷ lệ tài xỉu của trận này là 3. Sau khi giải tỏa được áp lực với những bàn thắng trong trận gặp Leicester City, Marcus Rashford hoàn toàn có thể nghĩ tới việc ghi nhiều bàn thắng vào lưới đối thủ nếu như anh tận dụng được hết các cơ hội trước khung thành của Astana, trong khi những tiền đạo trẻ như Daniel James cũng có cơ hội để chứng tỏ cái duyên ghi bàn của anh trong thời gian qua. Và đây có thể sẽ là một chiến thắng tươi mừng dành cho Manchester United, và dự đoán của Thể thao Văn hóa là Manchester United sẽ giành chiến thắng 3-0 trước Astana. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.